danh sách tuyển Việt Nam hợp lý vì huấn luyện viên Trossier ở thế bí. Huấn luyện viên Philip Trossier không có nhiều sự lựa chọn nên danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026 cũng là hợp lý. Hợp lý trước vòng đấu thứ 3 V-League 2023-2024 diễn ra, huấn luyện viên Philip Trossier chính thức công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Về cơ bản, danh sách 32 cầu thủ tuyển Việt Nam được nhà cầm quân người Pháp chọn chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines trên sân khách và Iraq tại Mỹ Đình không nhiều bất ngờ hoặc mới mẻ, bởi hầu hết từng góp mặt ở những đợt tập trung trước. Ngay cả việc Công Phượng vắng mặt cũng bình thường vì chân sút người xứ Nghệ gần như không ra sân tại câu lạc bộ nhiều tháng qua, và khi trở lại tuyển Việt Nam cũng bị ông Trossier đánh giá chưa đạt yêu cầu. Đáng tiếc, hai bất ngờ lớn nhất ở lần tập trung này có lẽ là sự vắng mặt của Đức Chiến, cầu thủ thuộc biên chế Viettel ở mùa trước hay các trận đầu tiên tại V-League 2023-2024. Chơi ổn cũng như tiếp tục ghi bàn đều đặn cho đội nhà dù thi đấu ở vị trí tiền vệ. Nhưng thuyền trưởng người Pháp chắc chắn có lý do để nói không với Đức Chiến, ít nhất ở lần tập trung hiện tại. Vì thế bí của ông Trossier, nhân sự tuyển Việt Nam tham dự những trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 là không mới. Kèm theo đó, các cầu thủ trẻ tiếp tục chiếm tới 1 tháng 3 danh sách trong lần hội quân tới khiến người hâm mộ hơi lấn cấn. Điều này dễ hiểu, bởi ai cũng thấy dù có sự tiến bộ nhất định, nhưng để các cầu thủ trẻ trở thành trụ cột ở tuyển Việt Nam hoặc chiếm sút của hàng loạt cựu binh thời điểm hiện tại là thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, cũng khó và cần phải hiểu cho huấn luyện viên Philip Trossier khi thực tế thuyền trưởng tuyển Việt Nam chẳng dễ chặn quân ở thời điểm V-League mới đi qua vài vòng đấu. Thế nên, ông Trossier buộc phải lựa chọn phương án an toàn với các cầu thủ từng được thử nghiệm, sử dụng trong những lần tập trung gần nhất bao gồm cả cựu lẫn tân binh. Thêm vào đó, kế hoạch bổ sung những cầu thủ mới cho tuyển Việt Nam đáp ứng tiêu chí cao nhất là khát vọng trẻ trung khiến ông thầy người Pháp phải tiếp tục con đường mình chọn lựa suốt thời gian qua. Không có nhiều sự lựa chọn nên lúc này bắt buộc phải tin vào ông Trossier với những quyết định của mình và hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thuận buồm xuôi gió trong hai trận đấu tới.